Thưa quý vị, trước và trong thời gian diễn ra DIFF 2023, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân và du khách, không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm và các vụ ngộ độc thực phẩm, được thành phố Đà Nẵng quan tâm, ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên lòng tin cũng như là ấn tượng tốt đối với khách du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, văn minh. Từ đầu tháng 4, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa. Cùng với đó, Ban Quản lý thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là tại các khách sạn, nhà hàng. Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã thành lập các đoàn kiểm tra các cơ sở về cái điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Thứ nhất là về kiểm tra về các thủ tục hành chính, về trang thiết bị dụng cụ và cái nguồn gốc thực phẩm sử dụng để sơ chế chế biến tại đơn vị. Trong quá trình kiểm tra thì các cơ sở nhìn chung thì đã thực hiện là cơ bản là đầy đủ, chấp hành tốt các quy định về cái đầu tư trang thiết bị cũng như là nhận thức của người sơ chế, chế biến và chủ cơ sở. Du lịch Đà Nẵng trở lại sôi động sau 3 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, nhu cầu ẩm thực của khách du lịch cũng tăng cao, đặc biệt trong thời điểm diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023. Vì vậy, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải nhận thức rõ trách nhiệm, lấy tiêu chí an toàn thực phẩm đặt lên trên hết khi phục vụ du khách. Cái lễ hội năm nay thật sự là trong cái ngành quản lý khách sạn du lịch cũng giống như là khách hàng rất là hào hứng. Cho nên là mình lại càng phải chú trọng hơn về cái ẩm thực, bởi vì đây là cái số lượng khách về Đà Nẵng rất đông và khách cũng rất là chất lượng. Cho nên là họ sẽ đòi hỏi rất là cao về cái an toàn thực phẩm. Đó là cái điều hết sức quan trọng và mình đề cao nhất. Bởi vì là cái phần về ẩm thực nó chiếm cái sự thành công trong cái kỳ nghỉ của khách hàng. Nó không chỉ là ngon, nó không chỉ là hình thức đẹp. Mà nó còn phải là chất lượng và vấn đề về an toàn sức khỏe của con người. Cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại khách sạn là luôn luôn là một trong những vấn đề hàng đầu mà ban giám đốc cũng như là toàn thể nhân viên chú ý và thực hiện nghiêm trong quá trình mà thực hiện sơ chế chế biến, luôn có giám sát của các cấp để đảm bảo là chất lượng sản phẩm đầu vào và sản phẩm sơ chế đảm bảo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng. Hiện thành phố đang tập trung kiểm tra các cơ sở dịch vụ du lịch nhằm không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra lễ hội. Những đơn vị họ cũng mong muốn là các cơ quan thanh tra kiểm tra đến để mà vừa kiểm tra để mà nếu mà có cái những cái thiếu sót thì đoàn sẽ có cái biện pháp hướng dẫn hoặc là xử lý theo quy định nhằm ngăn chặn các sự cố về an toàn thực phẩm với cái mục tiêu là đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng cũng như là du khách đến tham quan du lịch trong cái mùa lễ hội bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023. Kết hợp giữa tuyên truyền và thanh tra kiểm tra, thành phố kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả cao trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần từng bước xây dựng Đà Nẵng là một điểm đến an toàn thực phẩm và ẩm thực đặc sắc.